Kính mời quý đồng hương cùng đến tham dự mừng xuân Giáp Thìn 2024 do Cộng đồng Người Việt Quốc gia Rally North Carolina được tổ chức vào ngày 21 tháng Giêng năm 2024 tại Hội chợ Tết Cộng đồng Người Việt Rally North Carolina, Dalton Arena, địa chỉ 1025 Blue Ridge Road, Rally North Carolina 27607, gồm những chương trình mừng xuân, lễ rước ông bà, múa lân, lì xì, diễn hành Tết và nhiều chương trình độc đáo cùng với nhiều gian hàng ẩm thực, quà lưu niệm và những phong cảnh Tết để bà con chụp hình lưu niệm. Với giá vé vào cửa ủng hộ $15, trẻ em dưới 7 tuổi và cao niên trên 75 tuổi vào cửa miễn phí. Đặc biệt, vào buổi ca nhạc do những ca sĩ mà khán giả hằng hâm mộ như ca sĩ Don Hồ, ca sĩ Hồ Hoàng Yến cùng với nam danh ca Duy Thành, với giá vé xem ca nhạc là $60 cho mỗi người và giá vé đặc biệt là $125. Trẻ em dưới 7 tuổi và cao niên trên 75 tuổi là $30 cho mỗi vé, bao gồm chợ Tết và ca nhạc. Mọi chi tiết xin liên lạc qua số 919-435-4230, 919-435-4230. Kính mong quý đồng hương gần xa hãy đến cùng chung vui đón xuân Giáp Thìn để giữ mãi truyền thống Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam cho những thế hệ mai sau. Ban tổ chức trân trọng kính mời.